Vâng, nay là ngày đầu tuần, em chuyển về những sản phẩm hàng tuyển kỹ lưỡng và rất là đẹp. Và đây là những model rất là hot nha các bác, rất là hot luôn. Và có những model cũng rất là hiếm. Đó là 707 NRA và mắt in tóc 6001. Thì sau đây mời các bác đăng ký kênh và để theo dõi những sản phẩm các bên em. Các bác ấn vào nút đăng ký để luôn được cập nhật những video mới nhất. Thì nay về được hai con Lookman, đó là 309V và 309X. Rất là mới và rất là đẹp, tất cả hàng để các bác sưu tầm. Thì bên em luôn tuyển hàng kỹ lưỡng và tất cả sản phẩm bên em bảo hành zin. Và thứ hai là các bác bỏ đồng tiền ra mua đúng hàng chất từ bên đó về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Thì sau đây các bác chốt sản phẩm, các bác liên hệ trong qua hai số điện thoại ở trên tấm biển màn hình. Mời các bác tới gần cho sản phẩm hơn. Đây là hai số điện thoại của em: 0978338144 hay là 0965772777. Em sẽ giao hàng tận nơi cho các bác. Đối với các bác ở xa lần đầu mua hàng bên em thì phương thức mua bán như là các bác có thể cọc tiền vài triệu gì đó tùy theo giá trị của sản phẩm, thì bên em sẽ giao hàng tận nơi cho các bác nha. Dưới 10 triệu thì các bác có thể cọc 1 triệu, còn trên 10 triệu thì các bác cọc 2 triệu, còn trên 20 triệu thì các bác cọc có thể cũng 2 triệu hoặc là trên tí cũng được. Và nó giá trị cao hơn thì các bác cọc giùm em khoảng 10% trở lên. Thì không làm mà các bác kéo dài thời gian, em sẽ đi vào văn sản phẩm nha. Vâng, và đây là con mắt in tóc 6001, rất là mới nha các bác, hàng sưu tầm luôn nha. Cực kỳ mới, con này giá em để cho các bác luôn là cân đối giá tốt nhất là 22 triệu 500 ngàn, đã bao ship nha. Các bác nào chuyển không đủ thì em bớt vài trăm, đó là tiêu chí bán hàng bên em. Mắt in tóc 6001 nha các bác. Con này mà các bác đánh ri bê hoặc là những dòng loa như là loa Mỹ, loa Anh Quốc, loa châu Âu, hoặc là đánh những dòng loa của Bioner, loa Sansui, những dòng có tiếng bass này thì các bác lựa chọn ở đây. Đây có thay đồ mới nữa này. Này có thay đồ mới, ghê chưa? 200 to, điện 120V nha các bác. Các bác thấy sexy này. Nó mới thay là y như bóng gương luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? 6001 nha. Con này cực kỳ hay nha. Mắt in tóc 6001, hàng sưu tập, giá là 22 triệu 5. Và đây là một hàng hiếm của Sansui, đó là 707 NRA, là dòng 707 lớn cao cấp nhất của đầu 7 nha. 707 NRA, thiếu mỗi thùng xốp thôi. Giá là 26 triệu nha các bác, hàng sưu tầm 26 triệu. Và tiếp theo đây là hai con khủng long cũng như là hàng rất được anh em ưa chuộng, nó là Sansui 8080DB, con này hai là hàng E32 con 23 nha. 8080DB, giá là 31 triệu 500 ngàn. Rất là đẹp để các bác chơi và sưu tầm nhé. Con này thì cực kỳ nổi tiếng rồi, em không cần giới thiệu nhiều. Con này từ các bác từng bắt gẹp ở kênh em rất là nhiều. Đây, hàng đất đấu từ Mỹ về, giá 31 triệu 500 ngàn nha các bác. Đây, một bộ rất là đẹp. Và đây là con G8000 nha, G8000 xuất sắc nha các bác, xuất sắc, vừa cập bến Việt Nam mình luôn. Đấy, giá là 43 triệu. Tất cả giá bao gồm phí ship, em mời các bác xem này. Cái con 80DB này, cái con G8000 nó cũng mới như vậy nha bác, vàng khè luôn nha. Đấy, đây là con 80DB này. Hỏi em lễ luôn nha. Các con G8000 nó cũng mới như vậy nha các bác, mới như vậy luôn này. Và đây là con hai con Lookman nổi tiếng đình đám của phân khúc, hoặc là 309V và 309X. Các bác nào mà có L100 á, L100 Canterbury 112 thì các bác đây là đối tác cực kỳ hay của nó, L309V. Hàng sưu tầm luôn nha các bác, rất là mới nha. 27 triệu. Đã bao gồm phí ship nha. Các bác thấy nha, độ mới của nó này. Và vỏ gỗ là vỏ gỗ đỏ đô nha. 350W. 27 triệu. Và đây là con này thì chắc các bác quá quen thuộc rồi, 309X là hết đời của dòng 309X. Đây là cái catalog của nó, mới thiếu thùng xốp luôn nha. 309X giá là 31 triệu 500 ngàn, hàng sưu tầm cho các bác mùa Tết này. Hai em này là hàng đình đám của Lookman nha các bác, nghe nhạc vàng thì tê tái luôn. Thấy em nó trong tầm tiền dành cho nhiều con đời mới nghi không lại nha các bác. Đây, sau đây mời các bác chiêm ngưỡng lại vi điệp xung quanh toàn cảnh của những sản phẩm về trong đầu tuần này.
còn nữa, còn loa nữa nha các bác. Thì từ từ em sẽ qua cho các bác xem nhé. Các bác để theo dõi kênh em và lựa chọn sản phẩm các bác. Alo, cho có hai số điện thoại này. Còn em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.